Xin chào cả nhà, hôm nay thì gốm nhà Toki có một chiếc bình Satsuma dáng cao, lục bình giới thiệu cho cả nhà mình. Thì đầu tiên về tổng quan của chiếc bình này, đây là một chiếc bình được vẽ tứ diện luôn, vẽ 360 độ toàn cảnh, một bức tranh phong cảnh rất là đẹp luôn, vào cái ngày mà mùa hoa anh đào nở này. Và phía bên này thì có, đó chính là thác nước chảy xuống nha, đây có sông hồ biển nữa cả nhà. Đây những cái cây vẽ vàng, những tòa nhà vẽ vàng, và xa xa là những dãy núi trùng trùng điệp điệp ở phía trên nha cả nhà. Thì trước tiên khi mà em đưa vào chi tiết thì chúng ta sẽ đi đến, đó chính là kích thước của chiếc bình này. Đầu tiên chiếc bình này thì sẽ có chiều cao lên tới, đó chính là 37 cm nhé cả nhà, 36,5 gần 37 cm này. Rồi chúng ta sẽ đến với vòng bụng của chiếc bình này. Thì sẵn tiện luôn, vòng bụng của chiếc bình này thì sẽ có vòng bụng lên tới, đó chính là 70 nha cả nhà, 70. Nếu mà những cái chiếc bình dáng cao như thế này ấy, thì rất là phù hợp cho anh chị cắm, đặc biệt là những cành mai, cành đào ngày xuân này, rồi hoặc là mình sẽ cắm những cái cành hoa cao cao một tí như là cành hoa sen, nhưng mà là dáng cao nha, rồi hoa ly nữa này, cũng rất là hợp luôn. Thì tùy anh chị mình có thể chơi, hoặc là đôi khi anh chị mình sẽ chơi mai mai ngoại hoặc là tuyết mai cũng được nha. Rồi giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đi vào cận cảnh. Em muốn giới thiệu từ trên cổ bình đi xuống nha. Đây phía trên lòng bình đó chính là men rạn nha, cốt là cốt Satsuma men rạn. Rồi viền vàng nhá cả nhà, đây anh chị có thể chiêm ngưỡng cái viền vàng của em nó này. Rồi chúng ta sẽ đi xuống dưới cái phần cổ nha, sẽ được vẽ những hoa văn, đó là hoa mẫu đơn vẽ vàng những cái đường diềm nha cả nhà. Rồi giờ đây chúng ta sẽ đi xuống cái phần trung tâm bên dưới, đó chính là cảnh phong cảnh thiên nhiên ở đây nha cả nhà, có những cái rừng thông, rừng tuyết tùng. Rồi đi vào ở dưới đây là cây hoa anh đào đang nở rộ dưới nước và biển nha cả nhà. Rồi tiếp theo xung quanh chúng ta cũng sẽ thấy phong cảnh sơn thủy ở đằng sau nha, một chiếc bình được vẽ toàn diện luôn cả nhà, 360 độ đều vẽ hết cả nhà, vẽ tay và vẽ vàng nha. Đấy mà anh chị cùng chiêm ngưỡng. Đây là phía chân bên dưới cũng có một cái đường viền vàng nữa. Và cuối cùng đó chính là triện ký. Để em chạm vào cái màn hình để lấy nét lại cho anh chị mình nha. Đây, triện ký Satsuma nền đỏ cho anh chị mình luôn nha. Một chiếc bình rất là phù hợp để cho anh chị mình có thể cắm bông và trưng hoa ngày Tết, mà lại còn là thuộc dòng gốm sứ Satsuma nữa. Thì chẳng hạn như anh chị mình có yêu thương chiếc bình này thì có thể liên hệ với gốm nhà Toki nha, với số điện thoại Zalo quen thuộc đó chính là 0901 112 334 nha cả nhà. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi tập giới thiệu về gốm Nhật này, và thôi một lần nữa thì gốm nhà Toki xin cảm ơn anh chị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những sản phẩm tiếp theo của gốm Nhật Toki.